Vâng, để chúc mừng cho hai cháu được sang năm hạnh phúc, hai bên suy ra được bền lâu. Thì hôm nay Hồng Phượng đến từ xã Tân Quang. Hồng Phượng xin gửi tới quý vị một tác phẩm được mang tên Xuân Yêu Thương. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Ca khúc rất là quen thuộc, rất là dễ thương, bởi vì một năm mới lại sắp đến rồi. Xin cảm ơn chị đã đến với chương trình hôm nay ạ. Sau đây thì xin mời tiếng hát của chú Lê Tuấn sẽ tiếp nối chương trình văn nghệ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Xin cảm ơn chị, xin cảm ơn đèn đạt rất nhiều. Và lời đầu tiên cho phép Lê Tuấn xin chúc cô dâu chú rể tăm năm hạnh phúc. Xin chúc quan viên đại họ tất cả mọi người khách hôm nay một buổi trưa vui miệng và tràn đầy hạnh phúc. Vỗ tay. Xin cảm ơn. Hôm qua Lê Tuấn đến đây vui văn nghệ thể hiện bài hát Nắng Ấm Quê Hương để tặng bà con Thái Bình. Nhưng hôm nay Lê Tuấn đến với ta một nhạc phẩm được mang tên Của Với Nhan, bài hát Đi Tìm, câu hát Lý Thương Nhau. Thank you.
Xin cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn chú Lê Tấn, câu hát Đi Tìm, câu hát Lý Thương Nhau, một ca khúc rất là yêu thương. Và xin cảm ơn chú rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả anh em trong ban nhạc Quốc Ngữ.